Cha, các đồng chí vào kiểm tra giao thông. Anh nghe, đi mà hiểm nan đấy. Mày nói cái gì đấy chứ? Mày giải thích đi chứ. Ôi, đây, chứng cứ vẫn còn rành rành đây. Đấy, một con nông nặng mùi rượu thế kia, quá là hữu khuynh. Từ này phải gọi là tiểu tư sản, cứ phải nghiêm trị anh là cả. Hội làm bất lương thực, hú hóa với con liệt sĩ, dân quân, nó bật gậy thằng Vinh của tao. Anh luôn. Chú Vinh không có tội, tất cả là lỗi của tôi. Hãy bắt tôi đi. Gớm chửa, chú với chả cháu, rõ không biết xấu hổ. Có chuyện gì thế này? Chuyện tay dài chứ còn chuyện gì nữa? Mãi dài cái với vợ liệt sĩ, để cho trộm nó vào nó bê nó khóc hợp tác xã chứ còn chuyện gì? Rõ đẹp mặt. Ôi, con có tội với ông. Đấy, chị tin chưa? Không thì lại bảo là chúng tôi cũng không. Các đồng chí, nói hết cả, nói hết nè. Gái mất chồng, trai thì chưa vợ. Các người có quyền gì mà bắt bớ người ta? Hay nhân danh xã, chúng tôi phải bảo vệ danh tiết cho vợ liệt sĩ, cho những người đã nằm xuống hy sinh chứ này. Liệt sĩ nào là của mày? Vợ liệt sĩ nào là của chúng mày? Liệt sĩ là con tao, vợ liệt sĩ cũng là con tao. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, mày có hiểu được không hả? Con tao mất chồng, nó ngủ với ai là quyền của nó. Mày có quyền gì mà đòi cấm cản? Mày im mồm đi. Cứ cho là chị nói đúng nhá. Thế nhưng mà đất nước đã chiến tranh, gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người, đã không nhà không cửa, xã đã cho bố trí ra sân kho để cho coi. Ấy thế mà đồng chí Bình đây đã làm mất đến hàng trăm cân lương thực. Cái tội đấy là cũng phải nghiêm trị. Dân quân, nó giải đi. Hai năm nảy như nào? Chú gạch, tôi xin chú, nếu chú định bắt ông ấy đi, xin chú cho tôi gặp riêng ông ấy một lát. Kìa chú gạch, tôi xin chú, chú không vì tôi, xin chú hãy vì chồng tôi, vì con tôi đã hy sinh ngoài chiến trường. Chú gạch. Ôi được, tất cả mọi người hãy ra ngoài để cho hai người họ gặp nhau một chút. Anh ơi, nhớ chúng nó trốn thì làm thế nào? Ý, tội đồng tâm chứ. Tên Nguồn, nút tất cả, giải tán. Liệu hãy về nấu cho U nổi trắng, xem lát người ta giam chú ấy ở đâu thì mang cho chú ấy. U ơi, đi. Xin lỗi bà. Ông có biết ông vừa làm gì không? Tôi thành thật xin lỗi bà. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại làm như vậy.
Bà hãy mắng chửi tôi, bà hãy bắn bỏ tôi, tôi cũng cam lòng. Ông Bình, ông có biết ông vừa gây nên một chuyện động trời không hả ông Bình? Trời cao có thâu cha có tội với con.